kiến nghị hành khách chưa tiêm vaccine được đi máy bay. Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nếu hành khách chưa tiêm vaccine nhưng có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ cũng được đi máy bay. Dự thảo quyết định ban hành quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ do Phó Cục trưởng Võ Huy Cường ký vừa được gửi lên Bộ Giao thông Vận tải ngày 18 tháng 10 với một số đề xuất mới. Cụ thể, đối với hành khách nếu cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa, hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn đó phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đáng lưu ý, với trường hợp hành khách khác, chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện: có chứng nhận đã tiêm đủ 2 liều vaccine, có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng, có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước thời điểm bay. Như vậy, với những hành khách chưa tiêm vaccine nhưng nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khởi hành cũng được đi máy bay. Tất cả hành khách đều phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết trước khi check-in. Hành khách không được bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác. Trên máy bay luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú. Đối với các đường bay, Cục Hàng không kiến nghị trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11, đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại không quá 6 chuyến một ngày mỗi chiều từ 21 tháng 10 đến 14 tháng 11 và không quá 7 chuyến mỗi chiều từ 15 tháng 11 đến 30 tháng 11. Các đường bay khác không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều. Ngoài ra, tần suất khai thác của mỗi hãng hàng không trên từng chặng bay sẽ được tăng thêm một chuyến bay một ngày vào ngày 11 tháng 11 và ngày 15 tháng 11 nếu hệ số sử dụng ghế trung bình trên chặng bay đó của toàn bộ các hãng trong vòng 7 ngày trước đó đạt từ 75% trở lên. Dự thảo này của Cục Hàng không gửi Bộ Giao thông Vận tải có điều chỉnh so với trước.